Ôi chào các bạn, hiện tại đang đứng ở một cái lều bán lan rừng của một cô nhóc đây. Thì hiện tại có mấy cây giả hạt này đây. Hiện tại là chỉ có ba cái mâm giả hạt rất là bé như thế này đây, đây. Mà mình phải đi 7-80 cây mới lên được đến đến đây. Hiện tại thì anh cu này đang đòi là ba cái mâm này là bao nhiêu cu nhỉ? Ba mâm này là bao nhiêu tiền? 200, 200.000 hả? Ha. Ba cái mâm này 200 đấy các bạn, đây này. Mà hiện thực trạng thì nó đã bị gãy ngọn. Đây, cái mâm này bị gãy ngọn rồi. Đây không có nhiều các loại lan. Đây, cái mâm bên này đã bị cụt cụt ngọn rồi.